Dạ mến chào quý cô chú anh chị đã đến với clip mới nhất của kênh là TK Bonsai. Thì chào mừng quý cô chú anh chị mình trở lại với nhà vườn của anh Khoa Tấn. Thì hôm nay kênh đến quay clip mới giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô cây kiểng bonsai ha. Thì có phôi hoa giấy, mai, lộc vừng, có cây ăn trái nha quý cô chú anh chị. Đa dạng mặt hàng cho quý cô chú anh chị mình lựa chọn ha. Quý cô chú anh chị mình xem clip thì mình liên hệ với anh Tấn để anh Tấn báo giá cho quý cô chú anh chị mình giao lưu nha. Giờ gặp anh Khoa Tấn để đo thông số và chi tiết cây cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Chào anh Tấn. Dạ xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh em là TK Bonsai ha. Là đầu tiên cho phép Tấn được gửi lời chúc tới cô chú anh chị đang xem kênh được nhiều sức khỏe và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống ha. Chúc cô chú chọn được những cây ưng ý để mà trang trí cho nhà vườn mình ha. Thì xin giới thiệu lại là nhà vườn của Tấn là ở Long Mỹ, Tam Bình, Vĩnh Long. Số điện thoại là 0396412939. Đó cũng là số Zalo hơn cô chú anh chị. Và cũng không quên cảm ơn mấy cô chú anh chị đã ủng hộ clip trước ha. Cây đi săn thì hơi lâu lâu, gần cả tháng Tấn mới lên clip. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ ha. Và clip này cây cũng giá hữu nghị cô chú anh chị ơi. Nói chung là giữ lại tương tác với khách hàng thôi. Giá cũng rút vốn lại của chú anh chị. Và thì để không mất thời gian thì đầu tiên Tấn xin giới thiệu với mấy cô chú anh chị là một phôi hoa giấy hai màu ha, phôi cao bồi ha cô chú anh chị. Phôi này đi vô nhà vườn mua nhiêu và Tấn chào bán nhiêu mấy cô chú anh chị cũng biết nè ha. Rồi Tấn xin đo thông số ha cô chú anh chị. Và tổng chiều cao nó được là 78 ha cô chú anh chị. Cái hoành thân nó là được 33 ha. Đó. Cây này là hai màu ha cô chú anh chị, sạch đẹp ha. Cụm bề đế rất đẹp luôn nè. Cây số 1 là cây hoa giấy cao bồi hai màu Tấn giao lưu là 750.000, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Và tiếp theo là cây số 2 ha mấy chú anh chị. Cây số 2 là cũng là một cây bonsai, cây phôi hoa giấy này, phôi này là màu tím quế ha mấy chú anh em. Rồi Tấn xin đo thông số ha. Chiều cao nó được là 62 ha. Hoành thân ngay eo nó là được 32 ha mấy chú anh em. Đó. Đo ngay eo ha. Xuống đây củ đế nhưng mà cái dáng cây lắc lượng nè. Nó nói chung là qua giấy thì dáng vậy là cũng chơi bonsai đẹp rồi đó. Cây số 2 Tấn xin báo giá với mấy chú anh em là 750.000 luôn. Rồi tiếp theo cũng là một phôi hoa giấy luôn ha. Cây này là sắc pháo nha mấy chú anh em. Phôi hoa giấy sắc pháo ha, lùng lực bonsai ha, dễ chơi nè. Chiều cao nó được 42 ha. Hoành thân đây là được 7 ý lộn xin lỗi, được 41 ha mấy chú anh em. Đó. Cây này xì phầm sống khỏe hết nè mấy chú anh em. Lên mầm hết rồi ha. Về dâm ủ là. Rồi cây sắc pháo này là 900.000 ha. Hoành hơn 40 luôn mấy chú bác anh em. Các phôi lại lùng lực lại cho mấy chú bác anh em về vô chậu dễ chơi ha. Tiếp theo cũng là một phôi hoa giấy sắc pháo luôn ha. Chiều cao nó là được 52 ha mấy chú bác anh em. Hoành thân là 47 luôn nè. Đó. Cây này lớn ở trên nó bị lỗi ha. Rồi Tấn cắt ha. Ở đây nè chú bác anh em. Cái này nó có một lỗ sam đá nhỏ nè ha. Cái này sam lá rồi nha. Tấn ngắt luôn. Sắc pháo thì nó ưa bị vậy. Bởi vậy Tấn ít bán sắc pháo hơn. Nhưng mà nó đã sam đá rồi. Cây này già cỗi lắm mấy chú bác anh em. Cây số 4 là 1.300.000 đồng ha. Chương trình của Tấn là bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi phụ. Không, cây số 5 đó mà. Cây cao đó đó, cây cao số 5 nè. Ừ, cái đó đó. Chừng dướng trên nè. Rồi tiếp theo là Tấn giới thiệu với mấy chú anh em là một cây hoa giấy tím quế ha. Cây này cũng già cỗi ha. To ha mấy chú anh em. Dính giùm đã vậy giùm coi. Đó. Cây nó có dáng phơm tàn vậy ha mấy chú anh em.
Đó, đưa ra bàn chà, vậy là cái này chiều cao như vậy là được mét rưỡi nè, chắc lên trên đó cỡ mét 7 mét 8 gì đó, độ phóng ra cũng phải 8 tấc mấy chú anh em. Cây này rất già cỗi nhưng mà cây này bị lỗi ha, cây này tính gốc chậu nha, chiều cao là tính cỡ mét 7 mét 8 gì đi mấy chú anh em ơi. Rồi tính đo thông số nè, rồi tính số báo cái lỗi, cây này đáng lý nè, nhiều tiền đẹp nè. Cây này là vị trí nào là 44 hoành mấy chú anh em đó. Cái này là nguyên cụm này là tính ấy là xây xây mà ở đây báo với mấy chú anh em là cái này là nó bị sam da vô ha, vô chắc nửa lóng tay đó, tính chét keo với hóa chất của tính lại là chám là bao thấm ướt luôn. Như ở đây nè mấy chú anh em, nó có chạy xước ở đây ha, ở đây giọng nó bị sam da vậy nhưng mà tất cả là sống khỏe hết trơn ha, tươi xanh ha mấy chú anh em đó. Cây lên mầm vậy, mấy cái này chắc có lẽ tính tha keo lại. Cây số 5 tím quế này tính báo giá với mấy chú anh em là 2 triệu 800 ngàn đồng luôn. Cây này tính mua 3 triệu mấy, 4 triệu luôn. Thanh lý lỗ. Phụ. Có mấy cây bự chú anh em đợi tí nha. Ngã không nha, ngắt tút ngoài luôn đi. Tiếp theo là một cây tím quế một cốt nè, cây tím quế này rất đẹp luôn mấy chú anh em, rất là nâng cây một cốt đẹp luôn ha, chiều cao nó khoảng cỡ 2 mét đó mấy chú anh em ơi, tính mét 9 đi. Thân cây thì lắc lượng một cốt rất đẹp nè, dịnh dịnh nhưng mà mình xây xây nha, chiều cao như vậy ha, cái phơm tán vậy ha, tàn dù quất trên là quất tàn dù ngon luôn mấy chú anh em. Được cái thân lại sạch nó đẹp nhưng mà nó không già bằng cây rồi thôi. Quần thân vị trí này là 41 nè mấy chú anh em. Còn xuống nữa tiếng đo không không có lên trên ha. Đường thân rất là sạch đẹp luôn nè. Xây 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 nhưng mà. Đó. Cái này nó vết chạy xước không đánh đỏ nha mấy chú anh trong quá trình vận chuyển ha. Cây số 6 tướng báo giá với mấy chú anh em là 3 triệu 200 ngàn đồng, cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số 7, một cây lùng lực bonsai nha. Lùng lực thiệt nè, cái này ông địa chà bá luôn nhưng mà nó bị lỗi nha, bị sam da bên ngoài á. Rồi tính đo thông số nha. Chiều cao nó được 55 mấy chú anh em ơi. Hoàn thân như vậy là tính đo là 62 ha. Đó. Vậy là 62 mấy chú anh em. Rồi tính báo lỗi luôn. Cây này tính cũng thanh lý lại giá là chưa tụ vốn nha. Nguyên cái này là sam da ha. Nhưng mà sống tính đã xử lý chắc keo lại hết ha. Này là sống thoải mái luôn ha. Tiếng bao sống nha mấy chú anh em. Đó. Xì tược lên hết ha. Rồi số 7 tiếng xin báo giá cây này là 1 triệu 800 ngàn đồng luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số 8 nha mấy chú anh em. Mã số 8 là một cây hoa giấy, cây này là cây sát pháo nha mấy chú anh em. Tông cũng cao một cốt nữa ha, qua giấy sắt pháo ha, chiều cao nó khoảng mét chín mấy chú ơi. Được cái cây là nó rất nâng cây rất là nạt luôn ha. Rồi tiếng xin đo thông số báo với giá luôn cho mấy chú anh em dễ chơi nè. Cây này là hoành thân là 37 ha mấy chú anh em. Cây ra tược vậy ha. Mấy chú anh em có giao lưu rồi, mấy cái đọt trên tiếng cắt ngắn ngắn lại cho dễ ship ha. Cái này trồng lên đứng vậy cũng được, sao cũng được, hoặc là làm cái tán bay bay cũng được mấy chú anh em, qua giấy dễ mà. Số 8 là mà qua giấy sắt pháo này, phôi này là 1 triệu rưỡi mấy chú bác ơi. Rồi tiếp theo mã số 9 cũng là một phôi qua giấy sắt pháo luôn ha. Đó,
vậy thấy nó lịch sự hơn ha. Tiến sinh đò chiều cao hơn mấy chú anh em, chiều cao khoảng 1m6 à. Đó cũng nói chung mấy cái tược này mình không xài tới thì nữa, cứ xài ở dàn trên thôi, rất khỏe luôn. Hoàng thân ngay vị trí này là tính tính là 36 đi ha, 36 nha. Cây nạc rất xài, đẹp luôn nha mấy chú anh em. Rồi mã số 9 cây sát pháo này tiếng giao lưu là 1.400.000 đồng luôn. Rồi xuất. Rồi tiếp theo là mã số 10 ha mấy chú anh em. Số 10 tính có một cây lộc rừng nằm chậu cũng rất lâu luôn nè, tính đợi để sổ bông xuống đẹp lẫn giao lưu với mấy chú anh em. Nhưng mà là nếu mà sổ bông đâu trong quá trình đóng đi rồi nó cũng rụng hết trơn. Để về như vậy cho mấy chú bác anh em tự làm ra luôn đi ha. Cái này nằm chậu nhưng mà có giao lưu tính gút ha. Cái chậu này chậu nhựa ha. Một cái củ đế rất là đẹp luôn á. Đo thông số cho mấy chú bác anh em tham khảo ha. Từ đỉnh xuống mặt bầu là được 93 ha. Tán ngang vậy đi, mấy chú bác anh em ơi. Tán ngang này là được 110 ha. Đó. Cái này nếu giao lưu tính sẽ bỏ đóng khung vô cho mấy chú anh em đó, coi cái dàn xương nè cũng bẻ lắc lưỡng hết trơn nhưng mà tại tiếng chưa tỉa dăm cành ra nó chưa rõ nét ha, mấy dăm cành nhỏ nhỏ này tỉa ha, bỏ luôn đi. Còn ở đây là có cái mặt cắt rễ treo lên đây hay gì ha, cái này tính mua lại của mấy chú anh em ha, mua về tính để làm bông luôn nè. Đấy ừ muốn rõ rõ chứ. Rồi tính đo cái eo nhỏ nhất cho hoàng thân này cho mấy chú anh em tham khảo nè. 59 ha. Ý 50, xin lỗi. À, xin lỗi mấy chú anh em. Đó, cái eo nhỏ nhất vậy ha. Cái củ đế vậy nè. Nhìn như vậy là còn khai thác xuống được nữa ha, tại tướng ấm ha. Cái lộc rừng này tướng báo giá với mấy chú anh em là 2.400.000 đồng, cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo là tính cũng có được một cây mai vàng mà gốc thì mai vàng mà ghép là đại lộc ha mấy chú anh em. Ghép đại lộc ha. Ghép 2 năm mấy 3 năm rồi đó. Tính đo chiều cao ha. Chiều cao là 105. Tính 100 đi. Cây này quá trời ôm nụ luôn rồi nè. Này là Tết là gực gỡ luôn. Tán ngang là 90 ha mấy chú anh em. Đó. Nụ nhiều quá. Ừ. Nè, mấy dòng bên đây nè, nụ. Cái này là mấy chú bác an tâm luôn, khỏi cần mà về đi là giữ yên nguyên, còn bộ lá này yên nguyên luôn á. Rồi tính đo thông số luôn ha. Nghe giùm nói chút xíu điện lại cho giùm đi. Hoàng thân ngay vị trí này đo trên là 31 ha mấy chú anh em. Đó. Đó, đế thì cũng tạm về cũng cho được ha. Nhưng mà cây thần sậu nè. Rút chỉ để trong bầu này là 2 3 tháng rồi đó, nhưng mà cây vô tốt, xanh tốt, nụ bình thường ha. Cây số 10 là 1.000.000 đồng trắng, cũng bao ship toàn quốc luôn cho mấy anh em dễ chơi. À, cái này số cái này tới số 12 phải không, hồi nãy là số 11 phải không, cái cây mai vàng số 11 quên xin lỗi, cây mai vàng số 11 nha mấy chú bác anh em, ghép đại lộc số 11 ha. Rồi tiếp theo là cái cây lê kim ai ha. Cây này được bứng thần chậu là 3-4 tháng gì rồi. Nó ra xanh tốt kiểu này về là định hình là cây này vô bài luôn đó mấy chú anh em ơi. Thôi tính tính từ cái mặt phôi thôi nha. Dạ tử mặt phôi là... Dạ được 67 ha. Đây còn lên đây chắc được 80-80 mấy ha. Rồi tính đo hoành cho mấy chú anh em tham khảo là được 33 hen mấy chú anh em. Đó.
đế nè ha, ở đây có con cũ rất đẹp luôn nè, cái này dít dít ra khai thác nè, còn để nguyên mấy chú anh em thấy ha. Cái này cho trái rồi ha. Cái này thì cho trái rồi nhưng mình cắt về rồi, cái này là đi về từ đây tới Tết này là định hình đi ra được rồi nè, mà không biết có bông chứ không biết chắc. Rồi cây Lê Kim Ma mã số 12 tính xin giao lưu là 1.200.000 đồng, cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo cũng là một cây Lê Kim Ma luôn ha mấy chú các anh em. Đó, cây này cao to hơn ha, đẹp hơn. Tính từ cái đo từ cái mặt phôi thôi ha. Trong quá trình vận chuyển thì tính sẽ là bó cây ngang qua lại hết trơn để chổi mấy cái cành này, nhưng mà lỡ có một gãy một hai nhánh thì mấy chú anh em cũng thông cảm ha, nhưng mà tính bảo vệ tối đa ha. Chiều này là được 90 ha. Đó, cái này cũng cây này là đi bài là đẹp lắm ha mấy chú anh em. Tính đo cái eo dưới đây đi là được 35 ha. Còn đo thường thường trên mặt đế vậy là được 39 ha mấy chú anh em. Ở đây có một cái đế treo nhưng mà tính đã xử lý rồi ha. Đó. Rồi cây số 13 là 1.600.000 đồng luôn mấy chú anh em ơi. Rồi tiếp theo là tính có cái clip trước tính có hai cây nhưng mà đã bán được một cây rồi. Cái này là cây nhót ha. Mấy chú anh em tham khảo trên mạng xã hội thêm cây nhót bonsai đồ, cây nhót ăn trái đồ ha. Dòng này là dòng ăn trái nhưng mà mình chơi bonsai rất là đẹp luôn, rất có giá trị về lâu dài ha. Dòng thương phẩm ha. Chiều cao được 83. Cây này á mấy chú anh em chơi bonsai là khẳng định từ 300 năm tuổi lấy lên chứ không dưới ha mấy chú anh em. Cái này thời kỳ vua chúa trước, cái này nó mọc ở trong rừng mới có kiểu này ha. Rồi anh em rất là hên đi khai thác được mấy cây như vậy ha. Chiều cao là ý hoành thân là 61 đó. Cây đã dâm ủ hơn 9 tháng mới là lên mầm được vậy nè mấy chú anh em. Về mấy em chơi là cây này thuộc dòng cổ ha, cầu kỳ mỹ văn rất là đẹp luôn. Cây 14 cây nhót là tiếng xin báo giá là 7.200.000 đồng ha mấy chú anh em. Rồi tiếp theo là trở lại dòng hoa giấy tím quế ha. Rồi tiếng xin đo cái phôi này ha. Từ đỉnh tới mặt bầu là 100 lẻ mấy nhưng tính 100 chẳng đi. Hai cái phôi về ngang vậy cũng được 77 nè ha. Đó. Rồi tính đo cái hoành thân cho mấy chú anh em tham khảo nha. Hoành thân là được 43 nha mấy chú anh em. Đó. Nên trên chỗ này là được 38 nha. Đó. Nói chung tất cả các dòng cây hoa giấy của tính là hầu như là nhỏ vũ bầu về cắt tỉa lại da mũ lại hết ha. Bởi vậy là an tâm chơi nha mấy chú anh em. Hoa giấy rất là khó chết, chỉ là nó bị cái chậu nó bị dư nước, nó không thoát nước được, nó bị nằm nước hoài úng mới chết thôi. Dạ cây số 15 là cây phôi tím quế này là 1.900.000 đồng mấy chú anh em ơi. Rồi số 16 một cây cũng lắc rất là đẹp ha. Cái này là về phơm chơi phơm tàn, cái này là tím quế thì nó rất là nhặt, mình bấm tỉa nó chi dâm nó cực kỳ nhặt luôn ha. Chiều cao nó được là 80 ha mấy chú anh em. Hoành thân là 35 ha. Đó. Nói chung là cái này đã dâm ủ sống khỏe hết mấy chú anh em chơi an tâm ha. Dạ số 16 phôi tím quế này là 1.700.000 đồng mấy chú bác ơi. Tiếp theo là mã số 17 ha mấy chú anh em. Mã số 17 là một phôi hoa giấy sáp pháo ha. Để tính cũng được dâm ủ xì mầm ha. Được 1,5 m ha, chiều cao về 1,5 m ha. Phôi sáp pháo là cũng khá khá cây nè ha.
giờ qua giấy khai thác tự nhiên cực kỳ khó luôn. Còn những cái dòng mà trồng công nghiệp thì nó nhiều hơn mấy quá ha. Hoành thân được 36 ha. Đó. Nói chung là cây mấy cái này dập dập chút đỉnh trong quá trình khai thác không đến đổi mấy chú anh em ơi. Đó. Rồi cây số 17, cây sáo pháo này là 1 triệu 400 ngàn đồng. Rồi tiếp tục cây số 18 nha mấy chú anh em, cũng là một cây sáp pháo luôn ha. Chúng ta chiều cao về đi, chiều cao về được 96 ha. Cây này nói chung là lỗi hơi nhiều mà mấy chú bác anh em ơi. Để hồi tiếng đo rồi tiếng báo luôn ha. Hoành thân là được 45 ha. Đó. Hoành thân vậy là 45 ha. Nói chung là cây này bên đây cũng bị lỗi nè. Cái này nó cũng hơi xăm xăm nữa nè. Còn nói chung là nó xì từ sống khỏe. Còn ở trên đầu này nè mấy chú các anh em, nó cũng bị lỗi tướng đá đắp keo với hoạt chất của tướng lợi, nhưng mà bao sống khỏe ha. Cây này bán rẻ cho mấy chú các anh em chơi luôn nè. Bao sống luôn, là sống đẹp luôn. Đó là 800 ngàn ha. Cây này hồi đó mua 1 triệu 2 để mua về mới thấy là nó có bị lỗi. Rồi tiếp theo là cây cũng là một cây hoa giấy sắc pháo luôn ha. Dạ chiều cao nó là được 130 ha mấy chú anh em. Hoành thân nó là được 38 ha. Cái phôi sắc pháo thì hoa giấy thì nó vậy đó mấy chú anh em ơi. Ở trên cao này thì không có lấy được nữa. Nó dính vô cái hàng rào của người ta. Còn mấy cái lỗi này là sam đá hết rồi ha, ở trên đây ha. Rồi giao lưu với mấy anh em là cái phôi này là 1 triệu 2 thôi. Mấy chú bác anh em mình vô vườn là mua 1 triệu, cây này ta không bán ra đâu mấy chú bác. Số 19. Rồi tới số 20 ha. Rồi tiếp theo là số 20 là một phôi hoa giấy cao bồi hai màu này ha. Đó. Cây cũng lắc lắc lượn lượn bay bay vậy nè mấy chú các anh em. Cây này tướng mới bứng về 4 5 bữa gài ha. Dạ chiều cao nó được là 99. Chiều bay bay vậy ha mấy chú các anh em. Vậy mấy chú bác anh em muốn lọc lại lọc ha. Hoành thân nó là được là 26 ha. Cây tướng là mà bán bao sống hết ha. Phôi tim một đầu vừa vũ nhưng mà về đừng bị oi nước là sống khỏe ha, xì mầm hết. Rồi cây số 20 tính giao lưu là 750 ngàn mấy chú bác anh em ơi. Tiếp theo là mã số 21 cũng là một phôi hoa giấy. Cây này là hai màu ha, tính có mua mấy cây hai màu. Thế vậy chứ mình cắt phôi vậy chứ hồi còn ấy là nhìn thấy cái tàn nó bự ghê lắm. Nhưng mà nó lỏng thôi. Chiều cao nó là được 99 ha. Hoành thân các em ngay vị trí này là được 26 mấy chú anh em. Đó. Thấy cái phôi đơn giản nhưng mà nó tới mình làm ra tàn tán rồi là nhìn thấy đẹp lắm. Tới ra bông là đẹp lắm mấy chú anh em. 21 là 700 ngàn luôn mấy chú ơi. Và tiếp theo là mã 22 là cũng là một phôi hoa giấy hai màu luôn mấy chú anh em. Về cái này mấy anh em cắt về tính để nguyên là chưa 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 lọc lại nè. Cái này lọc làm bonsai cũng đẹp lắm ha. Này nó lùa qua bên chơi cũng như gió lùa nhưng mà muốn về muốn cắt lại chơi dáng nào cũng được ha. Tính đo chiều này luôn đi là được 83 ha. Hoành thân là được 36 mấy chú bác anh em ơi. Đó. Cái vậy ha. Cái này nếu mà qua giấy thì trồng cái kiểu nào cũng được. Nó nghiêng bên dính chút rễ nó cũng sống thôi mấy chú anh em. Rồi số 22 là 800 ngàn mấy chú bác anh em ơi. Hai màu ha. Màu trắng với màu hồng sắc pháo ha mấy chú anh em. Đây cũng là cây hai màu luôn ha. Cây hai màu này cũng lớn lớn nè. Chiều cao khoảng 1,7 m mấy chú anh em ơi.
hoàn thân là được 39 nha. Đó, hoàn thân 39 mấy chú anh em ơi. Đó. Đây lên trên cái này quất trên là để tán dù làm cái tán dù trên là đẹp rồi. Cây số 23 là hai màu này là 1,5 triệu mấy chú anh em ơi. Mã số 24 là tính xin giới thiệu là hôm rồi thấy có cây này. Thấy cái tán bự bành kia, cái cây màu trắng ghim nè mấy chú anh em. Đó mà tới lại hỏi cái cắt phôi ra cái còn nhỏ hí hi. Chiều cao vậy là được 115 ha. Cây này là cây trắng ghim ha mấy chú anh em. Mấy anh em phải thích trắng ghim sưu tầm cây này chơi, nhỏ nhỏ ít tiền, cây này 300 ngàn ha mấy chú bác ơi. Hoàn thân được 19 nè. Đó. Cây trắng ghim ha. 300 ngàn. Mã số 24 là 300 ngàn, cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 25 là một cây hoa giấy tím quế nha. Dáng cũng lắc lắc cũng đẹp ha. Thân nạc nè mấy chú anh em ơi. Chiều cao nó cũng khoảng cỡ 1m9 nha mấy chú anh em. Đó, tính có một cặp như vậy ha. Nè, đường thân nó nè. Nói chung là cái thân rất sạch đẹp luôn. Hoàn thân nó có 33 à. Đo trên cổ eo ha. Chứ không có đo dưới ha mấy chú anh em. Nè, tính đo vậy là mấy chú anh em thấy ha. Cây này tính 25 tính báo giá là 2,9 triệu đồng. Và nó nhỏ nhưng mà thân nó nạc, nó sạch, nó nâng ha. Rồi tiếp theo mã số 27 nha, cũng là một cây hoa giấy tím quế luôn ha. Dĩnh 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 nha. Cây này đẹp mấy chú ơi. Chiều cao nó cũng khoảng 1m9, 2m theo mấy chú anh em, trên cao ha. Thay cân thay cũng lắc lắc lượng lượng ha. Rất là sạch là đẹp luôn á. Hoàn thân nó là được 36 ha mấy chú anh em ơi. Đó giờ được 36 ha. Đó. Rồi cây mã số 26 tiếng giao lưu là 3 triệu đồng ha. Cũng bao ship toàn quốc luôn mấy chú anh em ơi. Tiếp theo là mã số 27 ha. Lại là những cây hoa giấy sắc pháo ha. Rồi, chiều cao nó được 72 ha. Hoàn thân ngay vị trí này là 61 ha mấy chú anh em. Đó. 61 ha. Ở đây nó có lỗi ở đây tí nè mấy chú anh em. Tính đã chám lại cái này một tí thì nó xăm đá nhưng mà tính làm cho nó khỏi rút nước cho luôn. Không bị thấm nước. Rất là già cổ luôn nha. Ngay mã số 7 là 2,2 triệu đồng, tính báo 2,2 triệu đồng. Rồi, 28 luôn. Và giấy cái có cái thân không mà nó nặng khi không nổi luôn. Rồi cây này là cây sát pháo nha mấy chú anh em. Chiều cao nó tính là 1m6 đi. Đó. Xây xây đi. Đó đó. Hoàn thân ngay cổ eo này tính là 50 ha. Còn rất là xa dưới luôn nè. Đo về là tới 56 ha. Tới 50 đi, vậy đi. Đó, cây sát pháo vậy cũng rất đẹp luôn nha. Ở đây tính báo cái lỗi này tí luôn nè. Nói chung thế nào không có lỗi nhiều chứ. Ở đây cũng có, nói chung sát pháo mấy cái nạn nạn thì nó ưa có xuống lắm. Nhưng mà tính đã chám lại hết rồi. Là bao chống thấm luôn á. Rồi cây mã số 28 là 1,9 triệu đồng cho cây sát pháo này ha. Được chăm mũ sống khỏe hết trơn ha. Rồi cây mã số 29 cũng là một cây sát pháo luôn ha mấy chú anh em. Đó. Cây này dáng mẫu tử rồi nè, nhìn thấy cũng đẹp đẹp ha. Cây này chiều cao khoảng 1m4 ha, trên 1m4 tí. Đi nước hả? Thôi vô. Thôi vô nha.
hoàn thân nó là được 5-4 mấy chú anh em ơi. Đó. Rất là sắp pháo cái này là giờ kiếm không ra luôn. Cái này để giao lưu mấy chú anh em ha. Dạ số 29 là cây sắt pháo này tiếng giao lưu là ý báo lỗi đây luôn cho mấy chú anh em đó, mấy chú anh em nhìn thấy ha, mấy cái này là lỗi là tiếng đã làm thủ công lại hết ha. Rồi cây mã số 29 là 2.400.000 đồng. Dạ cây mã số 29 cũng là cây mà cuối clip của tướng hôm nay ha. Thì cuối cùng một lần nữa tướng rất mong mấy chú anh em xem được clip và thấy những cây nào ưng ý cứ ủng hộ tướng qua số điện thoại là 0396412939, đó cũng là số Zalo ha. Dạ xin chân thành cảm ơn.